chương 41. Đại tiểu thư tuyệt thực kháng nghị. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái này tư thế. Hẳn là trái lại nam dưới nữ trên mới chính xác. Hắn suy nghĩ miên man. Nếu để cho Tô Lâm biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lại mắng hắn lưu manh. Đứng người lên, hắn đưa tay muốn đi đỡ nằm dưới đất Tô Lâm, kết quả bị đối phương một tay đẩy. Xoa đau đớn phía sau, Tô Lâm giận không chỗ phát tiết. Họ lăng, ngươi làm gì ngươi có phải hay không muốn hại ta, lăng trần một mặt vô tội nói. Tô tiểu thư, cái này cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi lén lút, ta còn tưởng rằng có sát thủ tiến đến. Vừa rồi một mảnh đen nhánh, ta nào biết đạo lại là ngươi. À, đây là cái gì, đang khi nói chuyện, hắn nhìn thấy mặt đất rơi xuống một bao đồ vật, cuối người liền muốn đi nhặt. Nhưng tô lâm tốc độ nhanh hơn hắn, đoạt trước một bước đem túi đồ kia chọc trong tay, che chè lấp lấp thả chấp sau lưng thấy thế lăng trần nhịn cười không được bắt đầu tô lâm tức giận nói ngươi cười cái gì tô tiểu thư ta muốn không nhìn lầm túi kia chứa trong túi hẳn là dưa leo đi có phải hay không đói bụng rồi ai ai đói bụng ngươi nếu là không đói bụng vậy ngươi lén lút cầm dưa leo làm gì khó nói ngươi là muốn cái kia cái gì lăng trần tha có thâm ý nhìn lấy nàng khóe môi nhếch lên một tia cười xấu xa nghe được hắn lời này tô lâm không biết rõ nghĩ tới điều gì khuôn mặt lập tức đỏ bừng nổi giận nói lăng trần ngươi 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 cái này vô sĩ lưu manh sắc lang bại loại ngươi ngươi tô tiểu thư ta nhưng không nói gì ngươi suy nghĩ gì đi ngươi lưu manh đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì bẩn thỉu đồ vật đây chính là thiên đại oan uổng tô tiểu thư ta là muốn nói khó nói ngươi chuẩn bị cầm dưa leo làm mặt màng cái này theo bọn lưu manh có quan hệ gì chớ không phải ngươi nghĩ cùng ta không giống nhau lần này tôi lâm mặt càng đỏ hơn đều không biết nên làm sao phản bác ta không hứng thú phản ứng ngươi lưu manh này hư ném câu nói tiếp theo nàng lập tức chạy lên lầu đảo mắt liền không thấy người lăng trần âm thầm cười một tiếng lúc ăn cơm tối Nam Vinh Hạo đề cập với hắn, hai vị này đại mỹ nữ muốn tuyệt thực kháng nghị. Đoán chừng Tô Lâm cô nàng kia là đói bụng lắm, cho nên mới nửa đêm bắt đầu ăn vụng. Bởi vì sợ mình phát hiện, mới lén lút giống làm tặc. Nhìn đồng hồ, vừa tới nửa đêm. Hắn thẳng đi đến nhà bếp, mở ra tủ lạnh, bắt đầu bận rộn bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, hai bát nóng hôi hổi mì trứng gà liền làm xong. Gắn điểm hành thái, tăng thêm một số gia vị, Lăng Trần bưng hai bát mì lên lầu. Biệt thự hết thảy có ba tầng, lầu hai tổng cộng hai căn phòng ngủ, ở vào đi đạo trái phải, hai căn phòng ngủ phòng cửa mặt đối mặt. Lăng Trần lần thứ nhất lên lầu, cũng không biết rõ Nam Vinh Nguyễn Thanh cùng Tô Lâm ở tại phòng nào. Hắn đem hai bát mì trứng gà phân biệt đặt ở cửa phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cửa, quay người về tới lầu một. Ngày kế tiếp buổi sáng. Bảy giờ không đến lăng trần đã rời giường hắn cố ý đến lầu hai nhìn xuống chỉ gặp hai căn phòng ngủ bên ngoài hai bát mì trứng gà đều bày ở chỗ cũ nó bên trong một bát đã không một cái khác bát không nhúc nhích khỏi cần nói ăn xong cái kia tô mì khẳng định là tô lâm không ăn chính là nam vinh uyển thanh tuy nhiên hắn cùng nam vinh uyển thanh tiếp xúc thời gian không dài nhưng hắn biết rõ nam vinh uyển thanh tính cách không phải cái tùy tiện thỏa hiệp người thưa dịp hai nữ chưa tỉnh lại hắn trước tiên đem hai bát mì thu. 8 giờ trái phải, Nam Vinh uyển Thanh cùng Tô Lâm mới rời giường. Xuống lầu dưới, nhìn thấy Lăng Trần đang ăn mì, Nam Vinh uyển Thanh sắc mặt lập tức sụ xuống. Ngươi làm sao còn ở nơi này, chủ tịch hội đồng quản trị, đây là ý của gia gia ngươi, cũng không phải ta muốn mặc dày mày dạng lưu lại, các ngươi làm gì sống mái với ta, ta chỉ là cái làm thuê. Ngươi! Tô Lâm vừa muốn mở miệng, Nam Vinh Uyển Thanh liền cắt ngang nàng đầu, nói: "Không cần thiết cùng hắn nói nhảm, hắn nói không sai, chuyện này hắn không làm chủ được." Lăng Trần nhếch miệng cười nói: "Vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị thông tình đạt lý." Nói, hắn chỉ chỉ trước mặt mì trứng gà, hỏi: "Hai vị có cần phải tới điểm không hứng thú?" Tô Lâm giận đùng đùng trả lời một câu, sau đó đẩy Nam Vinh Uyển Thanh rời đi biệt thự. Cô nàng này lăng trần nhếch miệng nói là không hứng thú tối hôm qua chén kia mì trứng gà lại là ăn không còn một mảnh ngay cả canh ngọn nguồn đều không lưu lại bởi vì ngày hôm qua ám sát sự kiện nam vinh uyển thanh chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày tạm thời không đi công ty bất quá lăng trần ngược lại là không có nhàn rỗi còn có rất nhiều công tác muốn làm ăn xong điểm tâm không bao lâu chung vĩ liền tới tối hôm qua hai người đã hẹn xong chuẩn bị đối với nam vinh gia an toàn công trình tiến hành toàn diện tăng lên lăng trần đem sớm đã chuẩn bị xong một tờ giấy đưa cho chung vĩ hỏi những thiết bị này có thể hay không lấy tới chung vĩ chỉ là nhìn lướt qua liền thu vào túi không có vấn đề nửa ngày chi bên trong có thể chuẩn bị kỹ càng nghe nói như thế lăng trần có chút kinh ngạc hắn cái này tờ giấy bên trong có mấy món là quân dụng trang bị trên thị trường mua không được hắn chỉ là tiện tay viết xuống dưới không nghĩ tới sẽ có, xem ra Nam Vinh gia cửa đường so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn rộng. Vừa giữa trưa, Chung Vĩ liền đem muốn dụng cụ chuẩn bị đầy đủ. Lại hoa đã hơn nửa ngày công phu, lăng trần ở Chung Vĩ cùng Nam Vinh hạo hiệp trợ dưới, đem những thiết bị này toàn bộ lắp đặt hoàn tất. Không chỉ có sở hữu camera giám sát đầu gắn thêm hồng ngoại dụng cụ dò xét, mà lại mặt cỏ bốn phía còn bố trí âm thanh giám sát dụng cụ. Một khi mở ra, chỉ cần có người tiến vào hậu viện mặt cỏ liền có thể giám sát đến đối phương tiến bước chân làm xong một ngày lăng trần trở lại biệt thự nam vinh uyển thanh cùng tô lâm sớm đã trở về phòng bế cửa không xuất nghe nam vinh hảo nói hai vị kia đại mỹ nữ hôm nay lại không ăn cái gì đoán chừng là muốn đem tuyệt thực tiến hành tới cùng căn cứ lòng thương hương tiếc ngọc lăng trần vẫn là làm hai bát mì trứng gà đưa đến hai nữ phòng ngủ trước cũng như đêm qua sau khi gõ cửa hắn liền đi, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới đi thu bát. Không ngoài sở liệu, chỉ có một tô mì đã ăn xong. Lăng Trần bất đắc dĩ, hắn đã làm người tốt, người khác không lĩnh tình hắn cũng không có cách nào. 9 giờ sáng chuông, Lăng Trần cùng chung vĩ thông điện thoại, sau đó một đầu tiến vào phòng ngủ của mình. Bật máy tính lên, hắn tiến vào một cái tin tức bề bộn website, lựa chọn sử dụng phải bên dưới góc quảng cáo tin tức. Ngay sau đó, hắn căn cứ phương thức đặc biệt đối với tin tức tiến hành loại bỏ, sau cùng đến xuất một cái địa chỉ Internet cùng liên tiếp danh hiệu. Địa chỉ Internet bên trong kèm theo một cái bí ẩn nói chuyện phím thức, đưa vào danh hiệu không lâu sau, lập tức nhắc nhở có người xa là thường tuyến, tiến vào nói chuyện phím thức bên trong. 13.4, 16.5, 17.1, 19.6 Lăng trần khóa nhập mấy cái sổ tự? 84, 258, 8 46 rất nhanh, đối phương liền làm ra hồi phục, đồng dạng là lấy bình thường sổ tự tạo thành. Nhìn thấy mấy cái kia sổ tự, lăng trần gốc miệng dơ lên, tiếp tục dùng cái này loại phương thức đặc thù cùng đối phương hàng huyên bắt đầu. Đây là giới sát thủ cùng dòng binh giới thông dụng phương pháp liên lạc, mỗi cái sổ tự tổ đều đại biểu một chữ. Dù sao Internet không an toàn, bọn hắn nhất định phải cam đoan nói chuyện phím nội dung không tiết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 U Linh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cùng đối phương câu thông hoàn tất, Lăng Trần đóng lại máy tính, một mình ra cửa. Nam Vinh Gia an toàn công trình hiện đã toàn diện thăng cấp, lại là giữa ban ngày, xà vương to gan cũng không dám tùy tiện hành hung, cho nên hắn rất yên tâm. Từ đại môn đi ra, một cổ len rover đã ngừng tại cửa ra vào. Lên xe, Lăng Trần mắt nhìn ghế lái chung vĩ, nói, đi Nam Minh Đường. Đến đó làm gì, gặp cá nhân. Hai ngày này hắn đã nghĩ kỹ, cùng thời khắc phòng bị xà vương ám sát, còn không bằng chủ động đem hắn tìm ra. Đại bộ phận độc lập sát thủ cùng lính đánh thuê đều muốn dựa vào người trung gian dựng dây mới có thể tiếp vào nhiệm vụ, cái kia có trọng tổ chức ngoại trừ. Vừa lúc, ở cái này Đông Hải thì hắn biết rõ một người, tên kia chuyên môn làm trong nước sinh ý, vừa rồi hắn ở trên máy vi tính liên hệ chính là đối phương xe chạy đến Nam Minh Đường, Lăng Trần đẩy ra xe cửa nói. Người trước tiên tìm một nơi dừng xe, đợi chút nữa sẽ liên lạc lại. Nam Minh Đường có một cái lộ thiên quảng trường, là Đông Hải thì một cái du lịch cảnh điểm. Lúc này, trên quảng trường khắp nơi đều là du khách. Lăng Trần ánh mắt tứ phương, lưu ý lấy chung quanh. Chỉ chốc lát sau, một tên ngồi ở trên ghế dài mập mạp liền xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Cái kia mập mạp một tay caramel, một tay báo chí báo chí được gấp thành một cái đặc thù hình dạng chính là ước định cẩn thận ám hiệu mập mạp ngồi ở trên ghế dài mập mạp còn chưa phát hiện có người tiếp cận cũng cảm giác một cái tay khoác lên trên vai của mình hắn nuốt xuống một thanh caramel vội vàng nhìn về phía bên người chẳng biết lúc nào lăng trần đã ngồi xuống bên trái của hắn khi hắn thấy rõ ràng lăng trần hình dạng sắc mặt lập tức biến đổi bật thốt lên mà xuất đạo là ngươi, đã ngươi nhận biết ta, xem ra ta không có tìm nhầm người, là ngươi cho xà vương cung cấp tình báo, mập mạp hải hùng khiếp vía nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, xà vương bảo ngươi điều tra ta, khó nói ngươi không biết rõ lai lịch của ta, ta chỉ biết rõ ngươi gọi lăng trần, tư liệu khác ra không được. Ngươi hiểu rõ chúng ta phương thức liên lạc, nói rõ xà vương suy đoán không có sai, ngươi theo chúng ta là đồng hành. Lăng trần, quy củ của chúng ta ngươi hẳn là rõ ràng, mua bán là mua bán, ân oán là ân oán. Quy củ ta biết, ta không hỏi ngươi cố chủ tin tức, ta chỉ cần xà vương hạ lạc. Ngươi là hắn ở trong nước người liên hệ, hắn hành động lần này thất bại, khẳng định sẽ liên hệ ngươi. Cái này. Mập mạp do dự bắt đầu. Ta nếu là không nói đâu. Lăng trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhếch miệng nói. Tất cả mọi người là người biết chuyện, không ngại nói ra ta biết rõ phía sau ngươi cái tổ chức kia ta nếu là giết ngươi bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ta theo ta được biết ở các ngươi nghề này chỉ cần giá cả phù hợp cái gì tình báo đều có thể bán ra vậy ngươi coi như ta là ở ngươi nơi này mua cái tình báo thế nào nghe nói như thế mập mập lập tức nhẹ nhàng thở ra liếm lấy miệng caramel cười nói tốt ta thích nhất nói chuyện làm ăn như vậy đi ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, 200 vạn, nếu là có xà vương hạ lạc ta lập tức thông tri ngươi. Ta không có tiền. Cái gì, Lăng Trần buông tay nói. Ta xác thực không có tiền. Bất quá, ta không lấy không tình báo của ngươi, ta dùng tình báo cùng ngươi trao đổi. Vậy phải xem tình báo của ngươi phải chăng đáng cái giá này. Đoạn thời gian trước huyết lan bị giết, các ngươi đều biết rõ đi. Huyết Lan là dòng binh giới cùng sát thủ giới nhân vật truyền kỳ, việc này ai chẳng biết rõ. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói. Vậy ngươi biết là ai giết hắn sao? Mập mạp bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt, không kịp chờ đợi nói. Khó nói ngươi biết rõ, Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Thành giao. Nói cho ta biết ai giết huyết lan, ta lập tức giúp ngươi đi tìm xà vương. Mập mạp, điều tình báo này không phải chỉ 200 vạn đi. Vậy ngươi muốn thế nào, làm ngươi nợ ta một món nợ ân tình, về sau nếu là có sự tình tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhưng khác chối từ. Mập mập nghĩ nghĩ, cắn răng nói. Tốt, thành giao. Nếu là đem điều tình báo này đem tới tay, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Dùng một cái nhân tình đi đổi, làm sao đều đáng. Hiện tại có thể nói đi. Lăng Trần cười một tiếng, há mồng nhả ra hai chữ. U Linh. U Linh mập mập lấy làm kinh hải, thì thào nói. Lại là U Linh. Cũng thế, trừ hắn bên ngoài, còn có người nào bản lãnh lớn như vậy xử lý huyết lan? Không đúng. Hắn nhìn lấy lăng trần, bán tính bán nghi nói. U Linh từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, chỉ nghe tên, không thấy người, không ai biết rõ thân phận của hắn, ngươi làm sao nhận định là hắn làm ta có tình báo của ta nơi phát ra, ta có thể cam đoan với ngươi, điều tình báo này trăm phần trăm chuẩn xác. Mập mạp truy hỏi. Liên quan tới U Linh ngươi biết rõ bao nhiêu lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Lăng Trần nói tiếp, hắn bận biểu nói. Tình báo này ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Lăng Trần nhúng nhúng vai nói. Vấn đề của ngươi ta cũng muốn biết rõ. Mập mạp, phải nói ta cũng nói rồi, Đừng quên xà vương sự tình, có tin tức của hắn lập tức cho ta biết, người biết rõ đi đâu tìm ta. Nói xong, hắn phủi mông một cái, quay người mà đi. U Linh Dòng binh giới cùng giới sát thủ bên trong nhất nhân vật thần bí, không ai biết rõ lai lịch của hắn, càng không ai thấy qua hắn, nhưng tất cả mọi người đối với U Linh ông lấy tâm mang sợ hãi. U Linh, chính như kỳ danh, lúc đến không gặp người, đi lúc không thấy ảnh. Chỉ cần là bị u linh để mắt tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ ít cho đến tận này, vẫn còn chưa qua ngoại lệ. Từng có lúc, thế giới hai cái tình báo tổ chức tốn hao vô số tinh lực cùng tiền tài muốn đào xuất u linh thân phận, kết quả đều không công mà lui. Trên thế giới này, biết rõ u linh tồn tại người tuyệt đối không cao hơn 20. U linh cũng không phải là một người, mà là một tổ chức, lệ thuộc Hoa Hạ quốc thần bí nhất bộ đội, chuyên môn chấp hành nhiệm vụ bí mật ở U Linh tổ chức bên trong, hết thảy có 12 tên thành viên, trải rộng các nơi trên thế giới. Lăng Trần năm đó chính là một thành viên trong đó, càng là U Linh đứng đầu, năng lực mạnh nhất đội viên. Lúc trước nhận được mệnh lệnh đối phó huyết lang lúc, để bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tổ chức đặc địa điều động hai tên đồng đội trợ giúp. Không có cách, thân là dòng binh giới cùng sát thủ giới nhân vật truyền kỳ huyết lang tuyệt không phải hời hợt hạng người, cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, vì lần kia nhiệm vụ, hắn chuẩn bị mấy tháng thời gian, cuối cùng ở tử điếm thành công chặn đứng huyết lan, đem kích giết. Bất quá, hắn cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, suýt nữa mất hết tính mệnh. Lúc ấy cũng trách hắn quá quá chủ quan, coi là huyết lan đã chết, lại không nghĩ rằng đối phương liều mạng sau cùng một hơi dẫn nổ mang theo người bom, muốn đồng quy vu tận. May mắn hắn hai tên đồng đội kịp thời phát hiện, dùng thân thể đem hắn bảo vệ bắt đầu tuy nhiên hắn được cứu nhưng này hai tên đồng đội lại hy sinh từ đó về sau hắn nản lòng thoái chí cho rằng là mình thất trách dẫn đến hai tên đồng đội tan sinh tuy nhiên nội bộ tổ chức không có trách cứ hắn phản mà đối với hắn lớn thêm khen ngợi nhưng hắn khổ sở mình một cửa ải kia thế là lựa chọn xuất ngũ rời đi cái kia thương tâm địa trước khi đi hắn đem mình xuất ngũ trợ cấp toàn bộ để lại cho cái kia hai tên đồng đội người nhà muốn mượn này đền bù xuống mình khuyết điểm Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 U Linh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cùng đối phương câu thông hoàn tất, Lăng Trần đóng lại máy tính, một mình ra cửa. Nam Vinh Gia an toàn công trình hiện đã toàn diện thăng cấp, lại là giữa ban ngày, xà vương to gan cũng không dám tùy tiện hành hung, cho nên hắn rất yên tâm. Từ đại môn đi ra, một cổ len rover đã ngừng tại cửa ra vào lên xe, Lăng Trần mắt nhìn ghế lái chung vĩ, nói. Đi Nam Minh đường. Đến đó làm gì, gặp cá nhân. Hai ngày này hắn đã nghĩ kỹ, cùng thời khắc phòng bị xà vương ám sát, còn không bằng chủ động đem hắn tìm ra. Đại bộ phận độc lập sát thủ cùng lính đánh thuê đều muốn dựa vào người trung gian dựng dây mới có thể tiếp vào nhiệm vụ, cái kia có trọng tổ chức ngoại trừ. Vừa lúc, ở cái này Đông Hải thì hắn biết rõ một người, tên kia chuyên môn làm trong nước sinh ý vừa rồi hắn ở trên máy vi tính liên hệ chính là đối phương xe chạy đến nam minh đường lăng trần đẩy ra xe cửa nói người trước tiên tìm một nơi dừng xe đợi chút nữa sẽ liên lạc lại nam minh đường có một cái lộ thiên quảng trường là đông hải thì một cái du lịch cảnh điểm lúc này trên quảng trường khắp nơi đều là du khách lăng trần ánh mắt tứ phương lưu ý lấy chung quanh chỉ chốc lát sau một tên ngồi ở trên ghế dài mập mạp liền xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong cái kia mập mạp một tay caramel một tay báo chí báo chí được gấp thành một cái đặc thù hình dạng chính là ước định cẩn thận ám hiệu mập mạp ngồi ở trên ghế dài mập mạp còn chưa phát hiện có người tiếp cận cũng cảm giác một cái tay khoác lên trên vai của mình hắn nuốt xuống một thanh caramel vội vàng nhìn về phía bên người chẳng biết lúc nào Lăng Trần đã ngồi xuống bên trái của hắn. Khi hắn thấy rõ ràng Lăng Trần hình dạng, sắc mặt lập tức biến đổi, bật thốt lên mà xuất đạo. Là ngươi, đã ngươi nhận biết ta, xem ra ta không có tìm nhầm người, là ngươi cho xà vương cung cấp tình báo, mập mạp hải hùng khiếp vía nói. Lăng Trần mới mở miệng, những người khác theo hắn đầu tiếp xuống dưới. Tất cả mọi người là người trưởng thành, lại là quân nhân xuất thân, tính cách đều tương đối ngay thẳng, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo không có mấy câu công phu, đám người liền nhiệt lạc bắt đầu. Lương đại ca, thương thế của ngươi không có sao chứ, Lương Triệu Huy miễn cưỡng cười nói. Bác sĩ nói không có vấn đề lớn. Lăng Trần chủ động đáp lời, đã cho hắn mặt mũi, hắn không phải không biết tốt xấu người. Lăng Trần, lần trước sự tình. Ta. Chuyện quá khứ còn sách nó làm gì? Lương đại ca, ngươi an tâm dưỡng thương, tranh thủ mau chóng xuất viện, chủ tịch hội đồng quản trị an toàn ta cùng chung đội bận không qua nổi, còn muốn hỗ trợ của các ngươi. Ta hiểu rồi. Lương Triệu Huy cảm kích nhìn hắn một cái, mình chính không biết rõ làm sao mở miệng nói xin lỗi, lăng trần lời này không thể nghi ngờ hóa giải hắn khó xử. Bồi tiếp các đội viên nói chuyện phím một hồi, bệnh viện bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Bệnh nhân lại phát tác, nhanh đi mời chút tiểu thư tới chúc tiểu thư ba chữ lọc vào tai lăng trần không khỏi chuyển đầu nhìn về phía cổng không biết rõ vì cái gì nghe được chúc tiểu thư hắn lập tức nghĩ đến cái kia mềm mại như nước nữ nhân chúc tiểu trúc lần trước ở thanh vân võ quán thời điểm dịp lương dũng giống như đề cập với hắn lên qua chúc tiểu trúc là một tên bác sĩ thật chẳng lẽ là nàng nghĩ tới đây hắn đứng dậy nói chung đội các ngươi mọi người trước trò chuyện ta đi ra xem một chút đi vào trên hành lang, chỉ gặp mấy tên áo khoác trắng vội vội vàng vàng xông vào sát vách phòng bệnh, bên trong thỉnh thoảng có bệnh nhân kêu đau đớn âm thanh truyền xuất. Lăng Trần đi đến phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn lại, một đạo tinh tế mỹ lệ thiến ảnh lập tức thu vào mắt của hắn bên trong. Mập mạp, điều tình báo này không phải chỉ 200 vạn đi. Vậy ngươi muốn thế nào, làm ngươi nợ ta một món nợ ân tình, về sau nếu là có sự tình tìm ngươi hỗ trợ, Ngươi nhưng khác chối từ Mập mập nghĩ nghĩ Cắn răng nói Tốt, thành giao Nếu là đem điều tình báo này đem tới tay Tuyệt đối có thể bán cái giá tốt Dùng một cái nhân tình đi đổi Làm sao đều đáng Hiện tại có thể nói đi Lăng trần cười một tiếng Há mồng nhả ra hai chữ U Linh U Linh mập mập lấy làm kinh hải Thì thào nói Lại là U Linh Cũng thế trừ hắn bên ngoài, còn có người nào bản lãnh lớn như vậy xử lý huyết lan? Không đúng. Hắn nhìn lấy lăng trần, bản tính bán nghi nói. U Linh từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, chỉ nghe tên, không thấy người, không ai biết rõ thân phận của hắn. Ngươi làm sao nhận định là hắn làm ta có tình báo của ta nơi phát ra, ta có thể cam đoan với ngươi, điều tình báo này trăm phần trăm chuẩn xác. Mập mạp truy hỏi liên quan tới u linh ngươi biết rõ bao nhiêu lời vừa ra khỏi miệng không đợi lăng trần nói tiếp hắn bận biểu nói tình báo này ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể lăng trần nhúng nhúng vai nói vấn đề của ngươi ta cũng muốn biết rõ mập mạp phải nói ta cũng nói rồi đừng quên xà vương sự tình có tin tức của hắn lập tức cho ta biết ngươi biết rõ đi đâu tìm ta nói xong hắn phủi mông một cái quay người mà đi u linh Dòng binh giới cùng giới sát thủ bên trong nhất nhân vật thần bí, không ai biết rõ lai lịch của hắn, càng không ai thấy qua hắn, nhưng tất cả mọi người đối với U Linh ông lấy tâm mang sợ hãi. U Linh, chính như kỳ danh, lúc đến không gặp người, đi lúc không thấy ảnh. Chỉ cần là bị U Linh để mắt tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ ít cho đến tận này, vẫn còn chưa qua ngoại lệ. Từng có lúc Thế giới hai cái tình báo tổ chức tốn hao vô số tinh lực cùng tiền tài muốn đào xuất U Linh thân phận, kết quả đều không công mà lui. Trên thế giới này, biết rõ U Linh tồn tại người tuyệt đối không cao hơn 20. U Linh cũng không phải là một người, mà là một tổ chức, lệ thuộc Hoa Hạ quốc thần bí nhất bộ đội, chuyên môn chấp hành nhiệm vụ bí mật. Ở U Linh tổ chức bên trong, hết thảy có 12 tên thành viên, trải rộng các nơi trên thế giới. Lăng Trần năm đó chính là một thành viên trong đó càng là U Linh đứng đầu, năng lực mạnh nhất đội viên. Lúc trước nhận được mệnh lệnh đối phó huyết lang lúc, để bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tổ chức đặc địa điều động hai tên đồng đội trợ giúp. Không có cách, thân là dòng binh giới cùng sát thủ giới nhân vật truyền kỳ huyết lang tuyệt không phải hời hợt hạng người, cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Vì lần kia nhiệm vụ, hắn chuẩn bị mấy tháng thời gian, cuối cùng ở tử điếm thành công chặn đứng huyết lang, đem kích giết. Bất quá, hắn cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương suýt nữa mất hết tính mệnh lúc ấy cũng trách hắn quá quá chủ quan coi là huyết lan đã chết lại không nghĩ rằng đối phương liều mạng sau cùng một hơi dẫn nổ mang theo người bom muốn đồng quy vu tận may mắn hắn hai tên đồng đội kịp thời phát hiện dùng thân thể đem hắn bảo vệ bắt đầu tuy nhiên hắn được cứu nhưng này hai tên đồng đội lại hy sinh từ đó về sau hắn nản lòng thoái chí cho rằng là mình thất trách dẫn đến hai tên đồng đội tan sinh. Tuy nhiên nội bộ tổ chức không có trách cứ hắn, phản mà đối với hắn lớn thêm khen ngợi, nhưng hắn khổ sở mình một cửa ải kia, thế là lựa chọn xuất ngủ, rời đi cái kia thương tâm địa. Trước khi đi, hắn đem mình xuất ngủ trợ cấp toàn bộ để lại cho cái kia hai tên đồng đội người nhà, muốn mượn này đền bù xuống mình khuyết điểm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chúc tiểu trúc mới đâm sáu nhầm vào khuôn mặt nhỏ đã có chút tái nhợt, đổ mồ hôi chảy ròng, hiển nhiên là khí lực không tốt. Lăng Trần thấy không đành lòng, trong mắt lóe lên một chút do dự sắc thái, nói. Chút tiểu thư, muốn không ngươi nghỉ ngơi trước dưới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Lăng Trần Y Thuật Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chút Tiểu Trúc lắc lắc đầu, lần nữa rút xuất một cây ngân châm đâm vào bệnh nhân trên lưng cái này một nhằm vào bên dưới sông, chút tiểu trúc thân thể hơi rung nhẹ, dưới chân giống như không có khí lực, hướng phía lăng trần bên kia ngã xuống. Thấy thế, lăng trần vội vàng ôm eo thon của nàng, để tránh nàng ngã sắp xuống. Chút tiểu thư, ngươi thế nào? Bị lăng trần lớn tay ôm lấy, hai người thân thể gấp dính chặt vào nhau. Cảm nhận được lăng trần trên người tán phát ra giống được khí tức, chút tiểu trúc khuôn mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng từ tay của hắn bên trong tránh thoát thẹn thùng nói. Ta không sao. Chúc tiểu thư, nội kình của ngươi đã tiêu hao hết, lại kiên trì dùng nhằm vào lời nói có thể sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Ngươi. Ngươi được không chúc tiểu trúc có chút do dự, thi nhằm vào cứu người không phải trò đùa, hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm cho đến bệnh nhân tính mệnh. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng nói. Yên tâm, ta cũng không dám cầm nhân mạng nói đùa lúc trước mình thường nằm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thụ thương là chuyện thường xảy ra, cho nên hắn học chút y thuật. Mặc dù chỉ là chút gia lông, nhưng quyển bí tịch kia bên trên ghi lại y thuật không một bất phạm, cho dù là gia lông cũng đã thật không đơn giản. Nói, hắn một tay đè chặt bệnh nhân, liên tiếp rút xuất hai cây ngân châm, nhắm ngay vị trí, bỗng nhiên đâm xuống. Hợp cốc, thái trùng. Sau cùng hai nhầm vào rơi xuống, nguyên bản không ngừng dãy dụ bệnh nhân lập tức yên tĩnh trở lại hô hấp dần dần trở nên bình ổn tốt lăng trần thở hát ra xoay đầu nhìn về phía chúc tiểu trúc chỉ thấy đối phương nhiều hứng thú đánh giá mình hắn sờ sờ mặt mình không hiểu nói chúc tiểu thư ngươi nhìn ta làm gì khó nói trên mặt ta có hoa chúc tiểu trúc đẹp trong mắt lóe lên một tia dị dạng sắc thái hé miệng cười khẽ không có gì Ta nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên Sinh chỉ là người tập võ, không nghĩ tới Lăng Tiên Sinh đối với y thuật cũng rất có nghiên cứu. Vừa rồi nàng không có nhắc nhở Lăng Trần, nhưng Lăng Trần lại biết rõ hạ châm bộ vị, đủ thấy y thuật của hắn không phải khen khen mà nói. Lăng Trần xoa xoa tay, một mặt khiêm tốn. "Chút tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta chỉ là hiểu sơ gia lông, cùng ngươi không cách nào so sánh được." Lăng Tiên Sinh, ngươi cũng khổ cực cùng đi nghỉ ngơi một chút đi, ta biết rõ bệnh viện đối diện có lầu uống trà. Mỹ nữ mở miệng, Lăng Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn trở về phòng bệnh cùng chung vĩ lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng chút tiểu trúc cùng rời đi bệnh viện. Xuân Phượng trà lâu. Căn này trà lâu là làm bằng gỗ cổ lâu kết cấu, hoàn cảnh cổ kính, tuy nhiên ở vào náo thị, lại có một phen đặc biệt nhã tỉnh. Chúc Tiểu Trúc tự hồ là khách quen của nơi này, nàng vừa đến, phục vụ viên không hỏi một tiếng, lập tức đem nàng đưa vào bao sương. Bao sương bên trong không có ghế dựa, chỉ có một trương dài mảnh bàn trà, tứ phía phân biệt có một trương trúc chế đệm. Hai người ngồi trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, phục vụ viên liền đưa tới một bộ tinh xảo trà cụ. Nhìn thấy chút tiểu trúc chuyên chú loay hoay trà cụ, lăng trần mắt không chấp thưởng thức. Chân chính mỹ nữ không phải nhìn bề ngoài, mà là nhìn khí chất. Chỉ có bề ngoài khí chất đều tốt nữ nhân, mới có thể xưng là cực phẩm trước mắt chút tiểu trúc không thể nghi ngờ là cái này loại nữ nhân điển hình trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra ôn nhu tài trí mỹ cảm đi cùng với nàng sở hữu phiền não đều sẽ tan thành mây khói lăng tiên sinh mời dùng trà nghe hương thơm xông vào mũi hương trà lăng trần hạo không keo kiệt tán thưởng nói nghĩ không ra chút tiểu thư vẫn là trà đạo cao thủ cao thủ không dám nhận chỉ là sinh hoạt bên trong khi nhàn hạ niềm vui thú mà thôi chúc tiểu thư đã ngươi mời ta đến phẩm trà nói rõ ngươi coi ta là bằng hữu giữa bằng hữu tốt hơn theo ý một điểm đừng có lại gọi ta tiên sinh ta cũng không thói quen danh xưng như thế này trực tiếp gọi tên ta tốt chúc tiểu trúc hạm trước nói bằng hữu của ta đều để ta tiểu trúc tiểu trúc lần trước nghe dịp tiên sinh nói ngươi không phải sớm nên trở lại kinh thành rồi sao bệnh viện lâm thời có bệnh nhân cho nên nhiều làm trễ nải mấy ngày ngày đó ngươi từ thanh vân võ quán sau khi rời đi hà lão không ít ở trước mặt ta nhấc lên ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ võ thuật phương diện thiên phú cũng rất hiếm thấy là cái khó được nhân tài hôm nay kiến thức y thuật của ngươi về sau ta rất hiếu kỳ ngươi sư thừa lăng trần nhấp miệng trà xanh nói ta không có sư phụ rất nhiều thứ đều là mình từ thực tế bên trong tìm tòi đi ra Võ thuật cùng y học nguyên bản có rất nhiều chỗ tương đồng, ta cũng là loại suy Tự học thành tài, vậy ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta Lợi hại cái quỷ Lăng Trần âm thầm bất đắc dĩ, không không học được Nếu không phải cầm cùng với chính mình biết chút y thuật, lúc trước hắn chết sớm ở nước ngoài Có thể nói, bản lãnh của hắn đều là bị bức đi ra Lăng Trần, ngươi bây giờ làm gì công tác bảo an Ồ chúc tiểu trúc đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn lăng trần năng lực nàng đã từng gặp qua không nghĩ tới nhân tài như vậy thế mà lại hạ mình làm cái bảo an tự hồ có chút chôn không nhân tài có thể mời được đến ngươi xem ra đối phương lai lịch cũng không nhỏ đây lăng trần thuận miệng nói đông hải thị nam vinh gia ngươi hẳn nghe nói qua nam vinh uyển thanh nâng lên cái tên này thời điểm chúc tiểu trúc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ ngươi biết nàng lời vừa ra khỏi miệng lăng trần liền biết mình hỏi nhiều dịp lương dũng từng nói qua đông có nam vinh bắc có tiểu trúc hai cái này nổi danh bên ngoài nữ nhân sao lại không biết rõ lẫn nhau nàng là đông hải thị nổi danh nữ nhân tài ba ta đương nhiên biết rõ nàng ai nói lên đến nàng cũng thật đáng thương Chút tiểu trúc còn chưa nói hết nhưng lăng trần biết rõ nàng chỉ là cái gì nam vinh uyển thanh điều kiện cơ hồ hoàng mỹ tiếc núi duy nhất là nạn cặp kia đã tê liệt chân. Tiểu Trúc, ngươi cho rằng nàng cặp kia chân còn có thể trị hết không khó mà nói, muốn nhìn tình huống. Theo ta được biết, Nam Vinh Gia từng mời rất nhiều danh y, nhưng đều thúc thủ vô sách. Lăng Trần trò đùa nói. Y thuật của ngươi tốt như vậy, bọn hắn không có mời ngươi, bọn hắn sẽ không mời ta. Vì cái gì chúc Tiểu Trúc không nói gì, chỉ là thấp đầu bưng chén trà lên. Lăng Trần lập tức hiểu ý, thức thời không có lại tiếp tục truy vấn. Cùng chút tiểu trúc nói chuyện phím hơn nửa giờ, biết được đối phương ở bệnh viện còn có bệnh nhân, lăng trần không tiện làm nhiều quấy rầy, thế là đứng dậy cáo từ. Tiểu trúc, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành, tuần sau. Thế nào, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, về sau có cơ hội gặp lại. Ngươi có rảnh rỗi đừng quên đi xem một chút hà lão, ngươi đi về sau, hắn không ít nhất lên ngươi. Ta biết, có thời gian nhất định đi nhìn lấy lăng trần bóng lưng rời đi chút tiểu trúc ánh mắt hơi khác thường trực giác nói cho nàng lăng trần cũng không phải là một người đơn giản nhưng không biết rõ vì cái gì một cái dạng này người vậy mà lại ẩn cư ở đều thị cam nguyện làm bình thường bảo an nhân viên hắn nhất định rất có cố sự a à. nghĩ tới chỗ này chút tiểu trúc bỗng nhiên cũng kịp phản ứng mình đối với hắn tựa hồ cảm thấy hứng thú đến quá mức chút ít lập tức không khỏi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên Lăng Trần từ trà lâu đi ra, vừa vặn gặp phải chung vĩ rời đi bệnh viện, hai người một đường lái xe về tới Nam Vinh Gia. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Cô nàng Tô Uy Hiếp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lăng Trần, có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Trung đội, có chuyện gì nói thẳng. Vừa rồi tại bệnh viện thời điểm, có mấy tên đội viên đề cập với ta ra từ chức mấy người kia ở hành động lần này bên trong thụ vết thương đạn bắn, dù cho khôi phục lại, hành động cũng có chỗ không tiện, không cách nào lại theo đội làm nhiệm vụ, hiện tại chịu lưu lại chỉ có Lương Triệu Huy cùng Chu Thanh, tăng thêm người ta hết thảy bốn người, nhân thủ quá ít. Người có ý nghĩ gì, ta ngược lại thật ra có không ít xuất ngũ chiến hữu, bất quá, nếu như người có nhân tuyển tốt hơn, chúng ta không ngại tổng hợp cân nhắc. Nhân tuyển à, hãy cho ta trước hết nghĩ nghĩ, dù sao không vội ở nhất thời trở về nhà, Lăng Trần lại cho đường thi vận gọi điện thoại. Mấy ngày nay hắn đã đánh mấy cái điện thoại, nhưng một mực tiếp không thông, không liên lạc được cái kia nha đầu. Vì thế, hắn còn cố ý bàn giao Khương Hào, để hắn đi đường thi vận nhà nhìn xem, nhưng đường thi vận nhà đại môn đóng chặt, mấy ngày cũng không thấy người trở về. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối, xin gọi lại sau. Cúc điện thoại, Lăng Trần dứt khoát bấm Khương Hào dãy số. Quy, Khương Hào, ta để ngươi làm sự tình thế nào, nhìn thấy người không có. Trần ca, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Ta hỏi qua hàng xóm láng giềng, đường thi vận bọn hắn một nhà sớm tại một tuần trước dọn đi rồi, nàng không có nói cho ngươi sao. Dọn đi rồi, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới tiến công ty, sự tình bận quá, ban ngày cơ hồ không ở nhà, đường thi vận khẳng định là lúc kia rời đi. Bất quá, cái kia nha đầu làm sao ngay cả điện thoại đều không gọi cho hắn dọn nhà loại sự tình này tốt xấu thông tri hắn một tiếng khương hào biết rõ bọn hắn chuyển đi nơi nào sao ta đây không rõ ràng chung quanh hàng xóm cũng không biết rõ ngươi tiếp tục giúp ta lưu ý dưới nếu là biết rõ tin tức của nàng nhớ kỹ cho ta biết có ngay ấy đúng trần ca ngươi có rảnh đừng quên trở lại thăm một chút các huynh đệ ngươi đi tất cả mọi người nghỉ ngươi. Lăng Trần cười mắng nói. Các ngươi cũng không phải nữ nhân, muốn ta làm cái gì, xéo đi, có thời gian sẽ liên lạc lại. Lăng Trần, ngươi đi ra một chút. Điện thoại vừa cúp máy, Tô Lâm âm thanh liền từ phòng ngủ truyền ra ngoài tới. Cô nàng này lại muốn làm gì Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, nên không phải là vì chuyện đêm hôm đó tìm mình phiền phức a. À. Tiến vào phòng khách, chỉ gặp Nam Vinh Nguyễn Thanh cũng ở chủ tịch hội đồng quản trị, tìm ta có việc, ngươi ngồi đi. Gặp Nam Vinh Nguyễn Thanh ngữ khí so hai ngày trước hòa hoãn không ít, Lăng Trần không khỏi thầm vui, cô gái này người đoán chừng là tuyệt thực đói bụng lắm, chuẩn bị thỏa hiệp. Lăng Trần, ta cho phép ngươi ở lại nơi này. Quả nhiên. Nhưng là... Nghe được cái từ này, Lăng Trần liền biết rõ trọng điểm tới. Ngươi muốn ở chỗ này, nhất định phải ước pháp tam chương. Thứ nhất, Phạm vi hoạt động của ngươi chỉ có lầu 1, chưa cho phép, không cho phép tùy tiện lên lầu 2. Thứ hai, không cho phép ngươi mang bằng hữu trở về. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu, nếu như ta có bằng hữu tới làm khách, ngươi muốn tự hành né tránh, không cho phép hiện thân. Không có vấn đề. Lăng Trần một thanh đồng ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ sách một số quá phận yêu cầu, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Tuy nhiên định ra chương pháp nhưng với hắn mà nói tốt xấu là cái không tệ mở đầu. Giữa trưa vừa tới, Nam Vinh Hạo nhà bảo mẫu liền đưa thức ăn tới. Đã ba người đã thỏa hiệp, hai nữ cũng không cần thiết tiếp tục tuyệt thực kháng nghị. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm cơm trưa trực tiếp đưa đến gian phòng, Lăng Trần ngồi một mình ở phòng khách rộng rãi bên trong, đang ăn cơm, thuận tiện nhìn xem TV. Lúc này, bản địa đài Tân Văn kênh đang báo cáo trước mấy ngày ở lão thành khu phát sinh hỗn loạn sự kiện. Theo điều tra, Lão Thành khu đại quy mô giới đấu sự kiện từ một tên gọi là Dương Thắng Nam tử âm u bên trong mưu đồ, đi qua mấy ngày liền điều tra, tối hôm qua 11 giờ, có thị dân ở một chiếc Mercedes xe bên trong phát hiện Dương Thắng cùng nó tài xế thi thể. Đi qua pháp y xem xét, Dương Thắng đã tử vong mấy ngày, nguyên nhân cái chết là đầu bên trong súng, trước mắt án kiện vẫn là tiến một bước điều tra bên trong. Dương Thắng thế mà chết. Lăng trần lột phần cơm, âm thầm dao động đầu, chuyện này dùng cái mong muốn cũng biết rõ là xà vương ra tay. Dám cùng xà vương hợp tác, đó là lão thử nhập khẩu túi, mình muốn chết. Đang nghĩ ngợi, lầu hai trên bậc thang đột nhiên truyền đến giày cao gót thanh thúy gót giày âm thanh. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, miệng lập tức trương ra, con mắt rốt cuộc dời bất động. Chỉ gặp tô lâm cô nàng kia ăn mặc màu xanh nhạt quần ngắn, phối hợp chỉ đen, lộ xuất một đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp thân trên một kiện ngắn tay áo sơ mi, nút áo nhẹ giải, tuyết trắng cổ trắng hiển hiện không thể nghi ngờ. Xuyên thấu qua áo sơ mi, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bên trong màu đen áo ngực. Khêu gợi trang phục lại thêm tuyệt khuôn mặt đẹp cùng như ma quỷ dáng người, đây quả thực là ở dụ người phạm tội. Nhất là cặp kia cặp đùi đẹp chỉ đen dụ hoặc, lăng trần cảm giác cái mũi của mình phát nhiệt, máu mũi đều nhanh chảy ra. Tự hồ cảm nhận được lăng trần cái kia ánh mắt đờ đẫn, Tô Lâm môi đỏ hơi nhếch lên, càng lộ vẻ kiều mị chi sắc. Yêu tinh. Cô nàng này tuyệt đối có khi yêu tinh tiềm chất. Nhìn thấy Tô Lâm đi tới cửa, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, há mồm hỏi. Tô Tiểu Thư, ngươi muốn ra ngoài, ta ra ngoài chẳng lẽ còn muốn trưng cầu ngươi đồng ý, đó cũng không phải, bất quá. Ngươi muốn ra ngoài, tốt nhất kêu lên chung đội đồng hành. Sợ cái gì, cái này giữa ban ngày, khó nói sẽ có nguy hiểm sao? Tôi Lâm Lơ đỉnh, ta không phải sợ ngươi gặp nguy hiểm, ta là sợ phía ngoài nam nhân gặp nguy hiểm. Tô tiểu thư, vì người khác an toàn nghĩ, ta mãnh liệt đề nghị ngươi mang lên bảo an. Cô nàng này ăn mặc như thế gợi cảm, nếu là hướng trên đường cái vừa đi, là cái nam nhân đều sẽ bị hấp dẫn, hiện tại xúc động phạm tội án cổ nhiều không kể xiết, hắn thật vì những cái kia nam nhân lo lắng. Tô Lâm giống như rõ lường hắn lời nói bên trong ý tứ, đắc ý cười bắt đầu muốn nói mình xinh đẹp liền trực tiếp nói nha, làm gì rẻ ngoặt bôi gốc. Nạn ánh mắt. Đảo quanh. Lăng trần, muốn không ngươi theo giúp ta ra ngoài, ta không đi, ta muốn bảo vệ chủ tịch hội đồng quản trị an toàn. Lăng trần một nói từ chối. Nói đùa, sự tình lần trước hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, muốn là theo chân cô nàng này ra ngoài, ai biết được nàng sẽ sẽ không tiếp tục tìm cách chọc ghẹo mình. Tô Lâm lập tức phát hỏa, gia hỏa này, trên đời này có bao nhiêu nam nhân sẽ bởi vì chính mình một câu mà sắp xếp dài trăm thước đội tranh đoạt lấy đi theo mình cái mông sau đầu hắn ngược lại tốt, thế mà cự tuyệt đến dạng này trực tiếp khi lập tức liền nghe nàng hừ hừ nói. Lăng Trần, ngươi ít tiền cho ta lấy cớ, buổi sáng ngươi cũng đi ra, vì cái gì buổi chiều không được uyển thanh ở nhà thật tốt, không cần đến ngươi bảo hộ. Một câu, ngươi có đi hay là không, không đi. Ngươi. Tô Lâm tức giận đến dậm chân, nhưng chẳng biết tại sao bỗng nhiên trên mặt lộ xuất một tia âm hiểm cười đắc ý nói tốt nếu như ngươi không đi ta liền cùng ta ông ngoại nói ngươi đối với ta có gây rối ý đồ móa ai đối với ngươi có ý đồ rồi lăng trần mặt mo lập tức đỏ lên cô nàng này là thế nào nhìn xuất trong lòng của mình ý nghĩ đối mặt dạng này một cái tuyệt sắc vưu vật muốn nói hắn không có một chút ý nghĩ cái kia như thế nào nam nhân bản sắc tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 46 Còn không có nhìn đủ sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngươi cùng ta ông ngoại giải thích đi thôi. Dứt lời, cô nàng này xoay người rời đi. Đi thì đi. Lăng Trần thật đúng là sợ cô nàng này. Dạng này mới ngoan nha. Hắc hắc. Tô Lâm gian kế đạt được, quay người ngoái nhìn cười một tiếng, đồng thời cô nàng này còn cố ý hết cái kia bộ ngực đầy đặn, ném một cái xem thường cho Lăng Trần, sau đó thẳng đi ra ngoài. A-di-đà Phật Lăng Trần niệm tiếng niệm Phật Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, vì phía ngoài nam nhân suy nghĩ, hắn chỉ có thể anh dũng hiến thân. Rời đi Nam Vinh Gia, Lăng Trần ngồi lên Masrati, phát động động cơ, sau đó theo Tô Lâm chỉ dẫn lên ngựa đường. Tô Tiểu Thư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hôm nay tâm tình tốt giống không tệ trước đó nam vinh uyển thanh cùng hắn nói chuyện thời điểm hắn có thấy cảm giác xuất đối phương biến hóa cùng trước mấy ngày có rõ ràng khác nhau cho nên lắm miệng hỏi một câu uyển thanh tâm tình biến tốt trở nên kém có liên hệ với ngươi sao ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm an toàn của nàng liền tốt cuộc sống riêng tư của nàng ngươi tốt nhất sau khi từ biệt hỏi lăng trần nhúng nhúng vai tô lâm thật cũng không nói sai mình quan tâm quá mức cũng không lâu lắm hai người liền đi tới ở vào trung tâm chợ một nhà tư nhân hội sở. Nhà này tư nhân hội sở chung có 5 tầng, chiếm diện tích mặt diện tích hẹn lên ngàn bình mét, có thế ở trung tâm chợ phồn hoa khu vực có được lớn như vậy sản nghiệp, đủ thấy hội sở lão bản hùng hậu tài lực. Lăng Trần, người có muốn hay không cùng ta đi vào chung tô lâm mở miệng, mắt bên trong mang theo một tia ranh mảnh chi sắc. Đi vào, đương nhiên đi vào. Tư nhân hội sở là đức hạnh gì hắn biết rõ, Tôi Lâm cái này loại đại mỹ nữ đi, không chừng sẽ hấp dẫn bao nhiêu sắc lang. Thân là nam dung nhà đặc biệt mời bảo an nhân viên, Tô Lâm an toàn đồng dạng là chức trách của hắn chỗ. Tốt, vậy ngươi đợi chút nữa cũng đừng hối hận. Tô Lâm cười thầm, bước nhanh đi vào hội sở. Tư nhân hội sở đối với hội viên khai phóng, nhất định phải đưa ra thẻ hội viên mới có thể đồng hành. Bất quá, Tô Lâm tự như là khách quen của nơi này, nhìn thấy nàng đến người giữ cửa vội vàng kéo ra đại môn thần sắc cung kính tô tiểu thư ngài tốt tô lâm điểm điểm đầu đi thẳng vào lăng trần đang chuẩn bị đuổi theo kết quả lại bị người giữ cửa ngăn lại vị này tiên sinh nơi này là cửa chính phòng nghỉ từ bên kia tiếng ta cùng nàng một lên lăng trần chỉ chỉ tô lâm ta biết thế nhưng là để hắn vào đi tô lâm về đầu nói một câu người giữ cửa do dự. Tô Tiểu Thư, cái này. Cái này không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, ta sẽ cùng ngươi lão bản chào hỏi, ngươi yên tâm đi. Đúng. Tô Lâm lên tiếng, người giữ cửa không dám cự tuyệt, vội vàng đem Lăng Trần nhường đi vào. Chỉ là, khi Lăng Trần sau khi vào cửa, hắn nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt có chút cổ quái. Tiến vào hội sở đại sảnh, bên trong tráng lệ, đỉnh chóp treo hai ngọn đèn thủy tinh sàn nhà bên trên bầy khắp chăn lông, đá cẩm thạch mặt tường, sạch sẽ trong suốt, giống như một chiếc gương. Trong đại sảnh còn sắp đặt một cái phun nhỏ suối, bốn phía dùng đá cuội vây quanh bắt đầu. Nhìn một cái, khắp nơi lộ ra xa hoa. Ở vách tường bên cạnh còn trưng bày một bên trong ghế sofa, bên trên đang ngồi lấy mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân, bà 40 tuổi trái phải, một thân bài danh, tùy tiện một cái túi sách đều có thể chống đỡ lăn trần mấy tháng tiền lương khi lăng trần xuất hiện ở tầm mắt của các nàng bên trong lúc, mấy cái nữ người nhất thời yên tĩnh trở lại, nhao nhao dùng kinh dị ánh mắt đánh giá lăng trần. Tuy nhiên rất nhanh, ánh mắt của các nàng bên trong liền thấu suốt một tia hỏa nhiệt, càng không ngừng đối với lăng trần chỉ rõ, nghị luận âm ý. Cảm nhận được các nàng nhìn chăm chú, lăng trần có chút không được tự nhiên. Nếu là lời của mỹ nữ, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng mấy cái kia đều là bác gái cấp bậc nữ nhân mà lại, những cái kia nữ nhân nhìn mình ánh mắt thật giống như. Giống như sói đói thấy được tươi non thịt, thèm nhỏ dãi. Ho nhẹ một tiếng, hắn vội vàng tăng tốc bước chân, muốn theo phía trước mặt Tô Lâm. Nhưng lúc này, một cái hơn 40 tuổi, trang điểm dày đặc nữ nhân đứng dậy đi tới, chặn hắn đi đường. Tiểu đệ đệ, ngươi là tô tiểu thương người nào, cái này có liên hệ với ngươi sao? Cái kia nữ nhân mị tiếu nói. Tiểu đệ đệ, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu, thế mà cùng tới nơi này. Tới tới tới, cùng đến bên trong đi, còn không bằng bồi các tỷ tỷ ở bên ngoài tâm sự. Nói, nàng làm bộ muốn đi kéo lăng trần tay. Lăng trần ngay cả vội vàng lui về phía sau lui, một mặt kinh hãi. Tỷ tỷ tuổi tác khi hắn mẹ cũng đủ. Nhất là đối phương trên mặt phấn lót, không biết rõ lau mấy tầng, thoạt nhìn như là ở phòng chứa thi thể dạo qua. Hắn mạnh cười một tiếng, không có ý tứ ta còn có việc tiểu đệ đệ đi cái gì ta cho ngươi lưu tấm danh thiếp về sau thiếu tiền dùng có thể tìm ta uy uy lăng trần sợ cái kia mụ già tiếp tục dây dưa một cái đi nhanh xông vào thang máy vội vàng quang vào thang máy cửa mẹ thế mà đem mình làm tiểu bạch kiểm cũng khó trách tuy nhiên hắn là cùng tô lâm tới nhưng y phục trên người hắn tất cả đều là giá rẻ hàng vỉa hè hàng mặc cho ai đều có thể nhìn xuất hắn cùng Tô Lâm thân phận chênh lệch. Không tốt. Lúc này hắn mới nhớ tới, mình đem Tô Lâm cho cùng mất đi, cũng không biết rõ cô nàng kia lên lầu mấy. Hắn mắt nhìn trên thang máy cái nút, bên trên chỉ có một cái ấn phím, nối thẳng lầu 5. Không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đè xuống lầu 5 ấn phím. Rất nhanh, thang máy chậm chậm tăng lên. Đinh. Nương theo thanh thúy tiếng chuông, thang máy vững vàng đứng tại lầu năm cửa thang máy. Ra thang máy, Lăng Trần hướng hành lang hai bên nhìn một chút, phát hiện không có bất kỳ ai, an tĩnh có chút quá mức. Sẽ không phải là đi lộn chỗ A. Hắn nói một mình. Thế nhưng là, cái này trên thang máy chỉ có một cái ấn phím, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Lầu năm chỉ có một đầu hành lang, hành lang hai bên đều là phòng ngủ, nhưng đều bị khóa cứng. Lăng Trần theo hành lang đi thẳng đến cùng, rốt cục nhìn thấy một trương nữa đầy phòng cửa. Hắn đi qua gõ gõ cửa, sau đó đẩy ra phòng cửa, mở miệng nói. Không có ý tứ, ta muốn xin hỏi một chút. Còn chưa có nói xong, lăng trần ánh mắt liền động lại, cả người giống như bị làm định thân thuật, mở ra miệng thủy chung không có cách nào khép lại. gian phòng bên trong, một tên dáng người yếu điệu nữ nhân đứng ở giường một bên, lưng đối với mình, tóc co lại, trên người dài mép đã bỏ đi, toàn thân chỉ có một kiện mang lesbian phấn sắc quần lót ngay cả áo ngực cũng không mặc tuy nhiên không nhìn thấy nữ nhân chính diện nhưng này mềm nhẵn như son phấn lưng cùng thon dài cặp đùi đẹp lại thêm có lồi có lõm tư thái cùng da thịt trắng noãn, lăng trần có loại dự cảm mãnh liệt đây tuyệt đối là cái mỹ nữ hơn nữa còn là cái cực phẩm giờ phút này nghe được sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh cái kia nữ người nhất thời bị kinh sợ bản năng đưa tay che trước ngực của mình sau đó chuyển đầu nhìn ra cửa bốn ánh mắt đối lập lăng trần rốt cục thấy rõ ràng cái kia nữ nhân tướng mạo mỹ nữ quả nhiên là cái mỹ nữ ngũ quan xinh xắn lông mày nhỏ nhắn như trăng nhẹ nhàng nhàng nhạt lay động lấy nhân tâm một đôi thanh tịnh như lưu ly đôi mắt đẹp bên trong mang theo u buồn nhưng lại lộ ra một tia lười biếng khí tức làm cho người ta lòng say không cần ngôn ngữ Vẹn vẹn cặp mắt kia liền có thể biểu lộ xuất nàng hết thảy tâm tình. Ngắn mũi kinh hoảng, nổi giận qua đi, con mắt của nàng dần dần khôi phục tỉnh táo. Gặp lăng trận không nhúc nhích đứng ngẩn người ở chỗ đó, nàng răng môi khẽ mở. Còn không có nhìn đủ sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Nữ tử tư nhân hội sở 1 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nghe được nàng đó cũng không lạnh nhạt âm thanh, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, nói một tiếng thật xin lỗi, vội vàng lui ra cửa. Ngốc ở bên ngoài, chớ đi. Giọng của nữ nhân từ phòng bên trong truy đi ra, Lăng Trần nhìn không được cười khổ một tiếng, ngừng chuẩn bị rời đi bước chân. Chạy trốn không phải hắn tính cách, mà lại hắn vừa rồi xác thực mạo phạm người ta. Cái kia tiếng xin lỗi cũng nói quá vội vàng, đợi chút nữa vẫn là hảo hảo cùng đối phương nói lời xin lỗi, Tranh cầu tha thứ. Vào đi. Mấy phút sau, phòng bên trong nữ nhân mở miệng. Lăng Trần đi vào cửa, nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở một mình trên ghế salon nữ nhân, ánh mắt lập tức sáng lên, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Lúc này, cái kia nữ người đã đổi lại một thân tím nhạt sắc dài mép, tóc cao cao co lại, chỉ để lại hai túng tinh tế khoác lên hai bờ vai, rủ xuống ở trước ngực lọn tóc cuối cùng vừa vặn tiếp xúc đến đôi kia bộ ngực đầy đặn không giống với lăng trần trước kia thấy qua những mỹ nữ kia cái này nữ nhân từ đầu đến chân đều tản ra một cổ sang trọng chỉ là đơn giản ngồi ở kia một bên liền có thể cảm nhận được trên người nàng ưu nhã đoan trang còn có cao quý lăng trần không phải không thấy qua việc đời người nhưng dạng này nữ người vẫn là bình sinh ít thấy cái này loại khí chất cao quý tuyệt không phải một hai ngày có thể bồi dưỡng đi ra mà là đi qua tuế nguyệt lắng động, tự nhiên mà phát. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, cô gái này người nhìn niên kỹ tuy nhiên 27-28 dáng vẻ, cũng không biết là cái gì lai lịch. Ngươi vì sao lại ở chỗ này, nữ nhân đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn thẳng lăng trần, ngữ khí không lạnh không nhạt, lộ ra một tia thành thuộc vận vị. Ta ngồi thang máy đi lên, cái kia thang máy chỉ tới lầu năm, cho nên ta. Thật xin lỗi, vừa rồi ta chỉ muốn tìm người hỏi một chút đường, không phải có ý mạo phạm mời ngươi đừng để trong lòng lăng trần thành tâm thành ý xin lỗi khó nói không có người nhắc nhở ngươi đó là của ta chuyên dụng thang máy sao lăng trần lắc lắc đầu sớm biết đạo đó là chuyên dụng thang máy hắn căn bản sẽ không bên trên trước đó vì tránh né cái kia phú bà hắn một đầu va vào trong thang máy căn bản không có chú ý nhiều như vậy đã dạng này đây không phải là lỗi của ngươi là công tác nhân viên thất trách ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lăng Trần hơi cảm giác kinh ngạc, cô gái này người cũng quá dễ nói chuyện. mình cơ hồ thấy hết thân thể của nàng, muốn đổi lại là còn lại nữ nhân, đoán chừng đã nổi điên, há sẽ dễ dàng như vậy buông tha mình. ngươi tên gì, Lăng Trần? nơi này là tư nhân hội sở, ngươi là hội viên, không phải, ta là Nam Vinh gia bảo an nhân viên, phụ trách tô Lâm tiểu thư an toàn. nguyên lai like ngươi là nhỏ Lâm mang tới người. Tiểu Lâm là bằng hữu ta, sự tình vừa rồi ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh, hy vọng ngươi cũng có thể quên, đừng nói cho những người khác. Lăng Trần một mặt mê mang hỏi lại. Vừa mới chuyện gì xảy ra, nữ nhân đối với Lăng Trần thức thời tương đối hài lòng, hơi điểm đầu, nàng chuyển di chủ đề nói. Ngươi đi theo Tiểu Lâm tới, khó nói Tiểu Lâm không có nói cho ngươi biết đây là địa phương nào, biết rõ, tư nhân hội sở nha, kẻ có tiền ngốc địa phương. Tư nhân hội sở là không sai, nhưng nơi này là nữ tử tư nhân hội sở, chúng ta chỉ chiêu đãi nữ tính, không tiếp đãi nam nhân, ngươi một cái đại nam nhân xuất hiện ở đây chỉ sợ không tiện lắm. A. Lăng Trần giật mình, cô nàng kia quả nhiên không có ý tốt, thế mà mang mình chạy đến loại địa phương này đến, đây không phải là để cho mình khó xử à, sớm biết đạo nạn là đến nữ tử tư nhân hội sở, mình căn bản sẽ không theo tới khó trách trước đó cái kia người giữ cửa nhìn mình ánh mắt quái dị, nguyên lai like là duyên cớ này. Đón cái kia nữ nhân say lòng người ánh mắt, lăng trần ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật có lỗi, tô tiểu thư không nói với ta. Đã dạng này, vậy ta không quấy rầy. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị chuồn đi. Dừng lại. Nữ nhân đứng người lên, chậm chậm đi tới. Lăng trần trở lại đầu, chợt cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt, không tự chủ được nhiều hít hai cái khí. Còn có việc khác đi thang máy, đi an toàn thông đạo xuống dưới. Cái này một tầng lầu từ trước đến nay chỉ có một mình nạn ở lại, dù cho có khách cũng là nữ khách, chưa từng có nam nhân bước chân. Nếu để cho Lăng Trần ngồi thang máy xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn thấy, rước lấy người khác chuyện nhảm. Nàng là cái chú trọng sinh hoạt cá nhân người, không thích bị người nghị luận. Lăng Trần là người thông minh, làm sao lại không rõ nạn ý tứ Thang lầu ở đâu ra ngoài rẽ trái đi thẳng qua hai đạo cửa lại ta vẫn là dẫn ngươi đi đi tầng lầu này bố cục thiết kế tương đối phức tạp nạn lo lắng lăng trần lại xông lầm những phòng khác nói nàng vượt qua lăng trần ở phía trước mang đường thế nhưng là vừa đi suốt mấy bước dưới chân của nàng đột nhiên mềm nhũng thân thể giống như đã mất đi khí lực nghẹo đầu hướng bên cạnh ngã xuống lăng trần tay mắt lanh lẹ, thừa dịp đối phương còn không có ngã sắp xuống, tranh thủ thời gian đỡ thân thể của nàng thể. Ôn hương những ngọc trong ngực, nhưng lăng trần không tâm tư suy nghĩ những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, nhẹ nhàng lung lay trong ngực nữ nhân. Uy, ngươi thế nào, tỉnh. Hắn vỗ vỗ nữ nhân mềm nhẵn như ngọc gương mặt, thử nghiệm tỉnh lại đối phương, nhưng đối phương tựa hồ hôn mê đi, một điểm phản ứng đều không có. Quét mắt gian phòng bên trong giường lớn, hắn ông lấy nữ nhân nhẹ mềm thân thể mềm mại, bình đặt lên giường, sau đó thay nữ nhân đem đem mạch. Mấy phút trôi qua, hắn tuấn lãng trên mặt đột ngột biến đổi, mắt bên trong vọt đến một vòng tinh quang. Xác định nữ nhân không có gặp nguy hiểm, lăng trần buông tay ra, từ bỏ phát đánh một hai mươi ý nghĩ, lẳng lặng thủ hộ ở bên cạnh, tứ không cố kỳ thưởng thức cái này nữ nhân mỹ mạo. Thanh lệ thoát tục, đẹp mà không diễm, yếu đuối chi bên trong lại vẫn kiên cường, giống như một đóa hoa thủy tiên, niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng thật giống như đã trải qua tuế nguyệt lắng động, rửa sạch duyên hoa, tráng phóng cao quý cùng trang nhã khí chất. Nhìn lấy cái này ngủ say bên trong nữ nhân, chẳng biết tại sao, lăng trần tâm lý sinh không nổi nửa điểm bẩn thiểu suy nghĩ, dù cho vừa rồi thấy hết đối phương thân thể, hắn cũng không có bất kỳ cái gì không thuần khiết ý nghĩ. Một lát sau, trên giường nữ nhân rốt cục hồi tỉnh lại. Nàng nửa ngồi dậy, nhẹ nhẹ xoa trán đầu, đôi mắt đẹp bên trong khó nén rã rời. Ngươi không sao chứ vừa rồi ngươi ngất đi, cho nên ta đem ngươi ôm đến trên giường. Nghe được hắn, nữ nhân nhìn một chút trên thân lăng mà bất loạn áo mét, cảm giác thân thể không có có dị dạng, nhìn về phía lăng trần ánh mắt bên trong không khỏi nhiều một tia tín nhiệm. Cảm ơn. Khách khí cái gì, hẳn là. Làm phiền ngươi đem thuốc đưa cho ta. Nữ nhân chỉ chỉ đối diện trên bàn giữ ấm chén. Lăng Trần cầm lấy giữ ấm chén, mở ra chén đóng, một cổ nước mũi cay đắng lập tức truyền đến. Hắn ngửi ngửi mùi thuốc, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Trở lại trước giường, hắn không có đem thuốc đưa tới, ngược lại hỏi. Tiểu thư, ngươi có bệnh, nữ nhân trên mặt vẻ giận, uống nắng nói. Ta không gọi tiểu thư, ta gọi liễu tích giao. Ta có bệnh không có bệnh cùng ngươi cũng không quan hệ, đem thuốc cho ta, ngươi có thể đi thấy đối phương sinh khí, Lăng Trần lúc này mới ý thức được mình vừa rồi tra hỏi quá trực bạch, bận biểu nói. Không có ý tứ, ngươi chớ để ý, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi rõ ràng một chút. Liễu tiểu thư, ngươi mỗi lần dùng xong thuốc về sau, có phải hay không cảm thấy tinh lực dồi dào, đầu não thanh tĩnh, giấc ngủ cũng rất yên ổn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Nữ tử tư nhân hội sở 2 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nghe vậy liễu dị giao ánh mắt hơi dị một lần nữa đánh giá lăng trần nửa ngày mới nói ngươi làm sao biết rõ những này ngươi học qua y thuật lăng trần từ chối cho ý kiến mà nói liễu tiểu thư nghe ta một lời khuyên nếu như ngươi còn muốn sống thêm mấy năm lời nói tốt nhất đừng lại tiếp tục uống thuốc đây chỉ là điều trị thân thể thuốc đông y sẽ có vấn đề gì liễu tiểu thư ngươi nếu là thuận tiện có thể hay không đem phương thuốc của ngươi cho ta xem một chút, liễu tích giao do dự một chút, lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm xuất một đầu ghi chép dược phương bản ghi nhớ, đưa tới lăng trần trước mặt. Có vấn đề sao? Lăng trần nhìn một chút, nói. Dược phương ngược lại là không có vấn đề gì lớn, nhưng là thuốc này dụng pháp bên trên có vấn đề, trong này bị người tăng thêm một vị thuốc. Cái này loại thuốc đơn độc phục dụng sẽ không đối với thân thể có hại, nhưng là cùng những thuốc bắc khác hỗn hợp sử dụng, lại ở thân thể bên trong từ từ tích lũy, hình thành một loại lời nói bậy, giết hại thân thể cơ năng. Ta vừa rồi thay ngươi đem qua mạch, ngươi bây giờ đã có rất nhỏ dấu hiệu trúng độc, nếu là không lập tức đình chỉ dùng thuốc, tiến hành điều dưỡng, vậy ngươi nhiều nhất còn có thời gian 5 năm có thể sống. Dừng một chút, hắn lại tiếp nói. Ngươi vừa rồi đột nhiên ngất đi, cũng là bởi vì trúng độc nguyên nhân. Nghe nói như thế, liễu tích giao sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu tiểu thư, ngươi ta vốn không quen biết, ta không cần thiết lừa ngươi, mặc kệ thuốc này là ai cho ngươi chịu, ngươi đều phải cẩn thận một chút. Lúc nói lời này, lăng trần tâm lý nhịn không được thầm mắng, loại mỹ nữ tuyệt sắc này thế mà cũng có người nhẫn tâm hạ dược mưu hại, thật không có lương tâm. Lúc này, liễu tích giao thần sắc đã khôi phục tỉnh táo. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong, nàng đứng dậy từ tủ đầu giường bên trong rút xuất một tờ chi phiếu, ở phía trên điền mấy cái sổ tự, sau đó đưa tới lăng trần trước mặt. Chuyện này ta hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật, không cần truyền đi. Lăng trần liếc một cái chi phiếu, 200 ngàn, không phải cái con số nhỏ ánh mắt. Hắn góc miệng khẽ nhếch, đưa tay đẩy ra tấm chi phiếu kia. Liễu tiểu thư, ta làm người có nguyên tắc của ta, Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ nói ra, muốn không có chuyện gì ta đi trước. Chậm rãi. Còn có chuyện gì, đã ngươi có thể nhìn xuất ta trúng độc, vậy ngươi có thể hay không giúp ta chữa cho tốt, vấn đề không lớn, chỉ phải thật tốt tiến hành điều dưỡng, mấy tháng liền có thể khôi phục, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi có thể đi bệnh viện tìm bác sĩ, bọn hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Liễu Tích giao giao động đầu nói. Ta không thể đi bệnh viện, nếu như ta đi bệnh viện bọn hắn khẳng định lại. Nói được nửa câu, nàng tự hồ ý thức được cái gì, vội vàng thu lại lời nói đầu, chuyển khẩu nói. Ta không tiện lắm đi bệnh viện, ngươi là người biết chuyện, có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng. Dứt lời, nàng đi đến lăng trần trước mặt, lần nữa đưa lên tấm chi phiếu kia. Cái này 200 ngàn xem như là ta mời ngươi vì ta chữa bệnh phí dụng. Cảm nhận được liễu tích giao trong mắt khẩn cầu chi sắc, lăng trần cảm thấy không khỏi mềm nhũng quỷ thần xui khiến điểm một cái đầu cảm ơn ngươi giúp ta lăng trần bất đắc dĩ không tự chủ nhớ tới cái kia trước lão ca ngươi luôn luôn lòng mềm yếu lòng mềm yếu ai không có cách ai để người ta là mỹ nữ đây mỹ nữ mở miệng tầm có thế không mềm à đúng lúc này bên trong căn phòng máy riêng vang lên bắt đầu liễu tích giao tiếp thông điện thoại cũng không biết rõ đối phương nói cái gì, nàng nhìn không được nhìn Lăng Trần một chút. Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, nàng mở miệng nói. Tiểu Lâm ở phía dưới cùng người nổi tranh chấp, ngươi. Ta đi xem một chút. Không đợi liễu tích giao nói hết lời, Lăng Trần vội vàng chạy ra gian phòng. Bất quá, hắn vừa xông ra ngoài không có vài giây đồng hồ, lại từ ngoài cửa ló đầu vào hỏi. Đúng rồi, nàng ở lầu mấy, lầu ba. Được rồi, lầu ba. Liễu tích giao sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng không tốt, vội vội vàng vàng truy ra cửa. Quy, lăng trần, đừng đi lầu ba, nơi nào là. Người đâu, lúc này, trong hành lang không có một ai, lăng trần sớm không biết chạy đi đâu. Tìm tới an toàn thông đạo, lăng trần lo lắng tô lâm ăn thiệt thòi, bước nhanh chạy tới lầu ba, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Tô tiểu thư. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức ngay dại, đồng tử trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Trước mắt trắng bóng một mảnh, sáng rõ hắn có chút quán mắt. Thật trắng chân. Thật là lớn ngực. Lăng trần nhìn không được nuốt nước miếng một cái, còn mắt tỏa sáng. Hội sở lầu ba chuyên làm thủy liệu pháp, một bên trưng bày thủy liệu pháp khí, một bên khác là mấy cái hồ tắm lớn. Dục trì bên trong nữ nhân từng cái dáng người uyển chuyển, ăn mặc khêu gợi bikini còn có một số nữ nhân trên người cuốn khăn tắm, vai lộ ra ngoài, mặc dù trọng yếu bộ vị đều bị cản lên, nhưng cả vườn xuân sắc giam không được, lăng trần vẫn là no bụng đủ may mắn được thấy. Chúng ta hồi sở lúc nào có nam đúng không? Lưu manh. Tiểu đệ đệ này lớn lên vẫn rất đẹp trai. Không biết rõ dáng người thế nào. Lăng Trần đột nhiên xuất hiện lập tức kinh khởi không nhỏ phản ứng, chúng nữ nghị luận âm ý, chỉ rõ. Đối với lăng trần soi mói đều là chút đã có tuổi nữ nhân, mắng lưu manh sắc lan thì là chút tuổi trẻ tiểu cô nương. May mắn lăng trần là gặp người thể diện quá lớn, đối mặt trường hợp như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, cứ vậy mà làm chỉnh áo góc, nhìn không chớp mắt, ở một đám nữ nhân nhìn soi mói, nhanh chân đi đến tô lâm bên người, đồng thời rất là yêu thích đánh giá, phấn sắc bikini hoàn toàn không thể che hết cái kia lời nói bậy nạo nhân dáng người bình thường bởi vì mặc quần áo cách ăn mặc hơi bảo thủ nguyên nhân, cho nên giờ phút này trước ngực một đôi nộ phóng triển lãm trước mắt lúc, đúng là như thế. Sung mãn, thấy lăng trần nhìn không được bên dưới nuốt ngụm nước miếng. Tô tiểu thư, ngươi không sao chứ, cho đến lúc này, tô lâm mới hồi phục tinh thần lại, có chút kinh ngạc nhìn lấy lăng trần, tự hồ không nghĩ tới hắn sẽ ở loại địa phương này xuất hiện đồng thời bởi vì gia hỏa này con mắt một mực đang mình địa phương không nên nhìn nhìn không ngừng mà nhìn không được tức giận trong lòng, chính muốn nói chuyện, lại nghe một thanh âm chăm chọc khiêu khích mà nói. Tô Lâm, đây là ngươi tìm bạn trai hừ, ánh mắt của ngươi không phải bình thường kém, cái này loại nam nhân đều có thể vào mắt của ngươi, khó trách tần dương sẽ quan ngươi tìm nơi nương tựa ngực của ta, chỉ đổ thừa chính ngươi phẩm vị quá thấp. Tô Lâm thở phì phì nói. Tống viện, ngươi nghe kỹ cho ta, là ta quan tần dương, ai bảo hắn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cũng chỉ có ngươi cái này loại thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân mới sẽ coi trọng hắn. Tống viện lắc lắc ướt nhẹp tóc dài, không thèm để ý chút nào nói. Tô Lâm, ta đây nhưng phải thật tốt dạy dỗ ngươi, trải qua giường nữ nhân không đại biểu thủy tính dương hoa, dâm loạn, khó nói ngươi muốn nói nơi này nữ nhân tất cả đều thủy tính dương hoa, dâm loạn, lại nói, hiện tại cũng niên đại gì, ai còn giống như ngươi bảo thủ đem thân thể của mình nhìn như vậy quý giá, hơn 20 tuổi vẫn là cái chỗ, giống như người nữ nhân nói ra đều sẽ bị người chê cười. Muốn ta nói, ngươi vẫn là sớm làm tìm nam nhân, hảo hảo hưởng thụ bên dưới cá nước thân mật, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thích được cái loại cảm giác này. Lời này một suất, chung quanh không thiếu nữ người đều lộ xuất hiệu ý nụ cười. Tô Lâm chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, nổi giận nói. Ngươi! Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 49 Nữ tử tư nhân hội sở, 3 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ta cái gì kỳ thực ta phải thật tốt cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Tần Dương làm sao lại trở lại bên cạnh ta? Ngươi là không biết rõ Tần Dương đối với ta tốt bao nhiêu, ngươi nhìn, chiếc nhẫn kia là hắn bỏ ra 200 ngàn từ nước ngoài mua lại tặng cho ta hạng lượng phẩm, còn có hội sở thẻ hội viên cũng là hắn thay ta làm. Đáng tiếc nha, chính ngươi không có nhãn quan, không hưởng thụ được hắn tốt. À, đúng, ta nghe Tần Dương nói, ngươi đi cùng với hắn một năm, ngoài trừ dắt dắt tay, chỗ nào đều không cho hắn đụng. Tô Lâm, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh tâm lý bằng không, thân làm một cái bình thường nữ nhân làm sao lại kháng cự nam nhân, khó nói ngươi ưa thích nữ nhân, Tô Lâm khó thở, nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ. Thừa dịp các nàng đấu võ mồm công phu, lăng trần mắt nhìn cái kia gọi tống viện nữ nhân đối phương tướng mạo không tệ dáng người có lồi có lõm là cái mỹ nữ nhưng mặt mày ở giữa mỹ thái đường hoàng không giống như là cái nghiêm chỉnh nữ nhân mà lại cô gái này người rõ ràng là cái tình trường tây già đời nói chuyện không hề cố kỵ tô lâm cái này loại chưa nhân sự tiểu nữ như thế nào là đối thủ của nàng gặp tô lâm chậm chạp không nói lời nào tống viện đắc chí mang trên mặt người thắng lợi nụ cười nàng và tô lâm là đồng học gia cảnh so ra kém tô lâm, nhưng cũng không phải quá kém, miễn miễn cưỡng cưỡng. Từ nhập học lúc, cùng trường Tần Dương liền vào mắt của nàng, người lại đẹp trai, lại nhiều kim, điển hình cao phú soái. Nàng truy cầu hai năm, chủ động ôm ấp yêu thương, kết quả Tần Dương lại đối với nàng hờ hững, ngược lại đối với tô lâm triển khai thế công. Mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ ở sân trường dắt tay tản bộ, nàng đều ghen ghét vô cùng. Đoạn thời gian trước, tần dương cùng tô lâm sau khi chia tay một người ở quán ba vui đùa trùng hợp bị nàng đụng phải vài chén rượu xuống tới lại thêm nàng chủ động đêm hôm đó nên phát sinh đều phát sinh ra hai người gần đây quan hệ phát triển cấp tốc hôm nay ở chỗ này gặp được tô lâm nàng nhìn không được trong lòng đắc ý muốn làm lấy tô lâm mặc huyền diệu dưới để cho nàng cũng nếm thử ghen tị tư vị tô tiểu thư chuyện gì xảy ra lăng trần đem tô lâm kéo đến bên cạnh hỏi cái kia điên nữ nhân có bệnh, tô lâm tức giận không thôi. Mình em đẹp tới làm cái thủy liệu pháp, kết quả đụng phải tống viện. Nàng vốn không muốn phản ứng đối phương, ai biết được cái kia nữ nhân chủ động chạy tìm đến mình, nói nàng và tần dương đời sống tình cảm tốt đẹp dường nào. Nghe phiền, nàng nhìn không được giận dữ mắng mỏ hai câu, muốn tống viện đi ra, nào biết đối phương không buông tha, thế là hai người đấu bắt đầu. Biết rồi chuyện đã xảy ra lăng trần cho rằng không phải cái đại sự gì chuẩn bị khuyên nàng hai câu không cần cùng cái này loại không biết tốt xấu nữ nhân tính toán chi ly. nhưng lúc này chỉ gặp tống viện môi đỏ hơi vẩn, khinh thường nhìn lấy lăng trần tô lâm ngươi bạn trai này là từ đâu đầu trên đường cái nhặt được làm sao lộ ra một cổ nghèo hèn vị tuy nói ngươi cùng tần dương chia tay nhưng cũng không cần thiết dạng này làm oan chính mình nàng biết rõ lăng trần cùng tô lâm không phải tình lữ quan hệ nói như vậy chỉ là muốn mượn cớ tiếp tục đã kích Tô Lâm. Ngươi! Lăng Trần, cho ta hảo hảo đánh nàng một trận. Tô Lâm rốt cục nghĩ đến Lăng Trần tác dụng. Ngoài miệng không chiếm được lợi lộc gì, quyền kia trên chân chiếm tiện nghi, hôm nay làm sao cũng muốn giáo huấn bên dưới cái này nữ nhân. Tô Tiểu Thư, cái này không được đâu, tất cả mọi người là người văn minh, cần gì phải động thủ đây? Hắn có nguyên tắc của hắn, đánh người có thể nhưng không thể đánh nữ người. Tô Lâm gấp, dậm chân nói: "Lăng Trần, ngươi có còn muốn hay không ở nhà ta lăng lộn tiếp nữa rồi, đánh nàng, xảy ra chuyện ta phụ trách." Tống viện mỉa mai nói: "Tô Lâm, làm nữ nhân làm đến ngươi mức này thật thất bại, ngay cả một cái nam nhân đều thuần phục không được." Bất quá, lời của ta mới vừa rồi cũng không nói sai, ngươi nhãn quan quá thấp, ngay cả cái này loại không can đảm nam nhân đều có thể thấy vừa mắt lăng trần tâm lý rất khó chịu cô gái này người kéo cái gì không tốt nhất định phải kéo tới trên người hắn tới hắn mắt nhìn sắp khí khóc tô lâm mở miệng nói tô tiểu thư ngươi làm gì cùng cái này loại nữ nhân chấp nhặt người ta không biết xấu hổ tự cam thấp hèn ngươi cùng nàng đấu khí đây không phải là tự hạ thân phận à nghe nói như thế tống viện sắc mặt không khỏi lạnh lẽo trong mắt tỏa ra lửa giận từng chữ nói ra nói ngươi nói ai không biết xấu hổ có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa lăng trần căn bản không để ý nàng phối hợp nói hiện tại một số nữ nhân không tự ái không tự trọng thì cũng thôi đi còn không tự biết đem không biết xấu hổ xem như tiền vốn coi là dính vào thứ cặn bã nam ghê gớm cỡ nào tống tiểu thư vừa rồi tô tiểu thư nói rất rõ ràng là nàng chướng mắt tần dương cho nên đem hán quan ngươi cùng nàng chướng mắt nam nhân cùng một chỗ có cái gì tư cách ở trước mặt nàng huyền diệu, ngươi cái này không phải mình đánh mặt à, ta cũng không biết đạo ngươi cái kia cảm giác ưu việt là từ đâu tới. Tô Lâm oán trách nhìn lấy Lăng Trần, tâm đầu mừng thầm. Vừa rồi Lăng Trần không chịu vì nàng xuất đầu, nàng còn đang hờn dỗi, nghĩ thầm trở về làm sao trừng trị hắn, nhưng Lăng Trần hai câu này để nàng phi thường hạ giận. Gia hỏa này bình lúc mặc dù chán ghét một chút, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Giờ phút này, cũng không biết có phải hay không là bị lăng trần lời nói đâm chọt chỗ đau, tống viện nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật to gan, dám nói chuyện với ta như vậy. Lăng trần ta một tiếng. Vừa rồi cũng không biết rõ là ai nói ta không can đảm. Tống viện lạnh lùng nói. Ta nhớ kỹ ngươi tên, Lăng Trần, có bản lĩnh ngươi đừng đi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ mạo phạm ta là kết cục gì. Được, ta không đi. Lăng Trần biểu môi, vẫn đứng ở một bên hồn nhiên không có đem nữ nhân này uy hiếp để ở trong lòng các ngươi đều còn chờ cái gì nữa còn không tranh thủ thời gian gọi người đem hắn oanh ra ngoài nơi này là nữ tính nơi chốn lúc nào cho phép nam nhân tiến đến tống viện chỉ bốn phía công tác nhân viên mắng nói tuy nhiên tư nhân hội sở chỉ tiếp đợi nữ khách nhưng bảo an đều là nam tính ở công tác nhân viên thông tri một chút chỉ chốc lát sau bốn năm tên bảo an liền chạy tới hiện trường bản đến công tác nhân viên muốn dọn bãi, đem khách hàng mời vào giữa phòng, nhưng mọi người muốn tiếp tục xem náo nhiệt, cho nên phần lớn lựa chọn lưu lại. Dù sao tất cả mọi người ăn mặc bikini, hất lên khăn tắm, cũng không sợ bị người nhìn đi. Lăng Trần, muốn không ngươi đi ra ngoài trước đi. Tô Lâm nghĩ đến hội sở không tiếp đãi nam nhân quy cũ, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tốt, ta đi bên ngoài. Tống viện cười lạnh nói. Ngươi vừa không phải nói mình rất có bản lĩnh, dám ở lại đây không đi à, vậy ngươi có bản lĩnh chớ đi nha. Lăng Trần, khác chấp nhặt với nàng, đi ra ngoài trước. Còn không biết xấu hổ nói mình là cái nam nhân, phi. Nghe nói như thế, Lăng Trần nâng lên bước chân lập tức thu hồi lại, những lời khác có thể nhịn, nhưng cái này lời không thể nhẫn. Tống Tiểu Thư, ta có thể khẳng định ta là nam nhân, nhưng ngươi không có cơ hội cảm nhận được bởi vì ngươi cái này loại nữ nhân đưa cho ta ta cũng sẽ không muốn. Không có khác, quá, ta sợ nhiễm bệnh. Xem náo nhiệt những nữ nhân kia lập tức hút miệng khí lạnh, nghẹn hồng nhìn trân trối nhìn lấy lăng trần, lời này đối với phụ nữ mà nói quá độc ác. Ngươi Tống viện khuôn mặt nhỏ trắng bệt, tay chỉ lăng trần, thân thể khẽ run, có thể thấy được nàng cũng bị câu nói sau cùng kia khí không nhẹ. Lăng trần lơ đỉnh, cái này loại không thức thời nữ nhân hắn sẽ không hảo ngôn đối đãi. Nàng nói chuyện độc, hắn nói chuyện độc hơn. Ngươi, các ngươi còn chờ cái gì nữa, còn không mau để cho hắn lăn ra ngoài. Tống viện nghĩ không ra ác hơn, thế là đem hỏa khí tất cả đều phát tiết vào những an ninh kia trên thân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Hội sở cổ đông Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio lăng tăng cái gì, lúc này, một cái không vui âm thanh truyền đến. Đám người chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp liễu tích giao ở mấy tên công tác nhân viên chen chút dưới, đi về phía bên này. Liễu tích giao dáng đi tương đối đặc biệt, hai tay chụp cùng một chỗ, rủ xuống thả trước người, bước chân nhẹ nhàng, vẫy nương theo bước tiếng của nàng nhẹ nhàng run run, đôi mắt đẹp nhìn thẳng phía trước, trong lúc giơ tay nhất chân đều hiển lộ rõ ràng xuất khí chất cao quý. Lăng trận, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay nhìn thấy liễu tích giao hiện thân, tống viện phản phất nhìn thấy cứu binh, trên mặt chất đầy vui mừng. Liễu tỷ Tô Lâm bước nhanh nên đón, đang muốn lên tiếng kêu gọi, đã thấy tống viện theo sát phía sau, ngữ khí không phẫn trách hỏi. Liễu tổng, hội sở lúc nào cho phép nam nhân tiến đến, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Liễu tích giao nhìn một chút lăng trần, cái sau nhúng nhúng vai, một mặt không quan trọng dáng vẻ nàng có chút bất đắc dĩ, lăng trần rời đi thời điểm nàng bản muốn nhắc nhở một tiếng, kết nếu như đối phương chạy quá nhanh, mình truy đều không đuổi kịp. Hội sở quy cũ không có đổi, chỉ có hội viên mới có thể đi vào tới. Nàng mở miệng giải thích nói. Tống viện quán độc quét mắt lăng trần, một bộ xem kịch vui miệng ăn khớp nói. Đã dạng này, vậy cái này nằm nhân ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào, tô lâm gấp, nàng rất rõ ràng liễu tích giao tính cách, tuyệt đối không cho phép nam nhân xuất hiện ở mình hội sở bên trong trước kia có cái nam không tin không nhìn liễu tích giao quyết định quy củ ỷ vào nhà mình có chút thế lực mạnh mẽ xông tới hội sở kết quả người kia chuyển nhà trực tiếp bị đuổi ra khỏi đông hải thị nếu là bình thường lấy nàng và liễu tích giao quan hệ chỉ cần nói biện hộ cho ngược lại là không có vấn đề gì lớn nhưng trước mắt bao người liễu tích giao chỉ sợ không tốt thiên vị mình bởi vì vì mọi người đều biết rõ, liễu tích giao phi thường trọng thì hồi sở quy cũ. Người trẻ tuổi kia phải có đại phiền toái. Đúng nha, không nghĩ tới liễu tổng sẽ đích thân ra mặt. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, tô lâm cắn môi. Liễu tỷ không có quan hệ gì với hắn, là ta không đúng, ta dẫn hắn tiến đến, ngươi. Tô lâm, ngươi là ngươi mang tới, vậy ngươi có trách nhiệm. Tống viện cười trên nỗi đau của người khác nói. Liễu tích giao nhìn lấy tô lâm khẩn cầu ánh mắt, tâm lý không khỏi than nhẹ một tiếng. Ngươi, đi theo ta, những người khác nên làm cái gì làm cái gì. Nàng chỉ chỉ lăng trần. Gặp liễu tích giao muốn dẫn lăng trần đi, tống viện sau so tô lâm gấp hơn, nàng còn muốn tận mắt nhìn lăng trần chịu khổ đầu, một giải mối hận trong lòng, sao có thể để hắn rời đi. Liễu tổng, ngươi là hồi sở lão bản, hiện tại có người phá hư quy cũ, ngươi nếu là không làm khách nhân mặt giải quyết chuyện này, về sau còn thế nào để mọi người tin phục? Liễu tích giao đôi mắt đẹp chớp động, che giấu trong mắt vẻ không vui, lãnh đạm nói. Đây là ta hội sở, khó nói ta làm việc cần ngươi đến dậy ta. Tống viện còn muốn mở miệng, nhưng nhìn đến liễu tích giao trên mặt bất mãn, tâm đầu không khỏi giật mình, vừa mới tức giận phía dưới suýt nữa quên mất cái này nữ nhân thân phận. Nghĩ đến Tần Dương đề cập với chính mình nữ nhân này lai lịch, nàng nhìn không được trùng mình một cái, ngay cả đầu cũng thấp xuống. Liễu tích giao quét mắt đám người, gặp ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người mình, tâm lý lập tức hiểu được. Vô quy cũ bất thành phương viên, ai đều biết rõ nàng là cái chú trọng quy của người, nếu như không tại chỗ giải quyết lăng trần sự tình, khó tránh khỏi sẽ dẫn xuất cái gì nhàn thoại. Lăng trần Nàng ánh mắt lấp lóe, tự hồ có chút do dự, lại hình như đang tự hỏi cái gì lăng trần gặp nàng khó xử không biết như thế nào mở miệng không khỏi đi ra chuẩn bị giúp nàng giải vây mình phá làm hư quy cũ trước đây không có gì đáng nói hắn nhận hắn đường đường một đại nam nhân có thể đem hắn thế nào liễu lăng trần là hội sở cổ đông liễu tích giao tiếng nói vang lên lăng trần lập tức khẽ giật mình còn cho là mình nghe lầm cổ đông mình lúc nào thành nhà này hội sở cổ đông rồi không chỉ là hắn những người khác bị sợ ngay người nhất là tống viện một mặt khó có thể tin nhìn lấy lăng trần đánh chết nàng cũng không tin cái này ăn mặc một thân hàng vỉa hè hàng gia hỏa lại là nhà này hồi sợ cổ đông tô lâm không có đi nhìn lăng trần ngược lại là kinh ngạc nhìn về phía liễu tích giao liễu tích giao câu nói này thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng mặc dù mình cùng liễu tích giao quan hệ không tệ nhưng cũng không có tốt đến tình trạng kia nàng rất kinh ngạc vì cái gì liễu tích giao sẽ làm suốt quyết định này khó nói chỉ là vì giúp lăng trần giải vây khụ khụ lăng trần ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân nhếch miệng cười nói liễu tiểu thư nếu có khách nhân đối với hội sở lão bản bất kính ngươi nói nên làm cái gì xin lỗi hủy bỏ hội viên tư cách tống viện sắc mặt trắng nhợt hơi há to miệng lại nói không ra một chữ lăng trần cười hiếp mắt nhìn lấy tống viện tống tiểu thư liễu tiểu thư lời nói ngươi nghe được rồi ta không cần lời xin lỗi của ngươi ta tin tưởng tô tiểu thư cũng sẽ không để ý lời xin lỗi của ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc xéo đi về sau khác ở bên ngoài mất mặt xấu hổ tại mọi người nhìn soi mói tống viện cắn chặt hàm răng cố nén trong lòng oán hận không nói một lời đi ra đại môn lăng trần ngươi nhớ kỹ cho ta tốt mọi người tiếp tục đi lăng trần ngươi đi theo ta liễu tỷ tô lâm có chút bận tâm liễu tích giao không phải là muốn vụng trộm tìm lăng trần phiền phức đi tiểu lâm ta chỉ là tìm hắn tâm sự không có ý khác nói xong liễu tích giao quay người đi ra ngoài tô tiểu thư ta đi trước đợi chút nữa ngươi trực tiếp đi bên ngoài tìm ta lên tiếng chào hỏi lăng trần bước nhanh đuổi theo liễu tích giao bước chân mãi cho đến văn phòng vừa hạ xuống tòa một tên công tác nhân viên liền đưa tới một phần văn kiện. Đây là cổ đông hợp đồng, ngươi đem nó ký. Lăng Trần cười khổ nói. Liễu tiểu thư, lời nói mới rồi ta chỉ coi là một câu trò đùa, ta nào có tiền đầu tư nhà này hội sở. Liễu tích giao nhàn nhạc nói. Ta nói ra từ không thu hồi, ta đưa cho ngươi cái kia 200 ngàn ngươi còn không thu, liền xem như là ngươi nhập cổ. Sau này trừ ta bên ngoài, ngươi là nhà này hội sở duy nhất cổ đông. Nghe nói như thế, Lăng Trần không biết rõ nên nói cái gì cho phải, nhà này tư nhân hội sở tổng đầu tư chí ít có mấy trăm triệu, mình cái kia hai trăm ngàn có thế có làm được cái gì? Hắn coi là liễu tích giao chỉ là vì giúp mình thoát thân mới muốn xuất như vậy cái thuyết pháp, không nghĩ tới nàng còn tưởng thật. Gặp Lăng Trần không có nói bút, liễu tích giao nói. Việc buôn bán của ta tương đối nhiều, nhà này hội sở chỉ là một bộ phận, bình thường ta rất ít lưu tại Đông Hải Thị, cơ bản đều là cả nước các nơi chạy, ngươi ở tại bản địa, chính dễ dàng giúp ta coi chừng dưới. Như thế có thể tiếp nhận. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, nâng bút ký vào đại danh của mình. Mình xuất tiền xuất lực, lừa một cái cổ đông tên đầu, dạng này rất công bằng. Đến mức chia hoa hồng, hắn không có suy nghĩ, 200 ngàn nhập cổ phần có thể có bao nhiêu chia hoa hồng. Nhìn một chút hợp đồng, liễu tích giao thu hồi để vào ngăn kéo, nói nhàn lời nói xong hiện tại nên nói chuyện chính sự ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu tiến hành trị liệu không vội về sau ngươi mỗi tháng tới một lần đông hải thị ta sẽ đích thân phối dược cho ngươi chỉ muốn kiên trì nửa năm trái phải thân ngươi thể trúng độc tố sẽ không lại đối ngươi khỏe mạnh cấu thành uy hiếp tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả